Mina san konnichiwa. Nenu Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta quay trở lại với các bạn để chúng ta đi tới một bài học mới. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó chính là danh từ mố đi với động từ ả ghi rưng, cừ lên rừng, mồ ra ư. Chúng ta sẽ chia nhỏ ra từng phần để đi tới với từng động từ một. Đầu tiên chúng ta sẽ có danh từ mố đi với ả ghi rưng. Có ý nghĩa là tặng hoặc cho danh từ này cho ai đó. Ví dụ như chúng ta có mi sản ní. Mình tặng cho ai đó thì người đó sẽ đi với trợ từ ní. Presento agemashita. Tôi thì đã tặng quà cho bạn Mi. Mi san ni presento agemashita. Tiếp theo chúng ta có Hana ni mizu o agemasu. À, tuy nhiên Hana là hoa và hoa thuộc về cây cỏ. Vì thế chúng ta sẽ không dùng động từ agemasu mà thay vào đó chúng ta sẽ dùng động từ yarimasu. Hana ni mizu o yarimasu đều có ý nghĩa như nhau. Giống với lại agemas, chẳng qua yarimas này sẽ chỉ sử dụng với lại hoa, cây, cỏ mà thôi. Ngoài ra yarimas còn được sử dụng với lại những động vật nữa. Neko ni esao yarimas. Neko ni esao yarimas. Vậy chúng ta có agemas, chúng ta sẽ chỉ dùng cho người nếu như đó là người nhận. Và yarimas chúng ta sẽ sử dụng khi người nhận lại là động vật hoặc là cây cỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi với danh từ ố cừ rê rưng. Danh từ ố cừ rê rưng tức là ai đó thì tặng cho danh từ này cho mình hay là cho gia đình mình. Ví dụ như trên hình chúng ta thấy có thể rõ ràng đây chính là Santa Claus phải không này? À, Santa Claus wa watashi ni ningi o kuremashita. Ông già Noel thì đã tặng búp bê cho tôi. Tuy nhiên vì động từ cừ rê rưng vốn có thể nói lên được rằng là những cái hành động này đều là làm cho mình. Vì thế cho nên danh từ watashi ni có thể bỏ đi và không cần thiết tới. Chúng ta sẽ có Santa Claus wa ningi o kuremashita. Chúng ta vẫn có thể hiểu rằng là ông già Noel thì đã tặng một bên cho tôi. Tiếp theo chúng ta có Darekawa ototo ni chocolate o kuremashita. Ai đó thì đã tặng sô-cô-la cho em trai tôi. Ai đó thì đã tặng sô-cô-la cho em trai tôi. Tức là kuremas này ngoài dùng cho bản thân mình, nó còn dùng cho gia đình mình nữa. Và em trai là em trai của mình. Ta đề cao á ototo ni chocolate o kuremashita. Nào chúng ta đi tiếp với danh từ ố mora-u. Danh từ ố mora-u có nghĩa là nhận danh từ một ai đó. Lúc nãy thì chúng ta có ông già Noel tặng búp bê cho mình. Vậy thì có nghĩa là mình đã nhận búp bê từ ai? À, từ ông già Noel. Vậy thì vẫn là Santa Claus ni ningi o và moraimashita. Tức là tôi thì đã nhận búp bê từ ông già Noel. Nào, chúng ta sẽ vô luyện tập từng câu một. Tôi tặng áo đen cho bạn An. Đầu tiên, cho ai đó thì người đó sẽ đi với ni, nên chúng ta sẽ có là An sẵn ni. Áo đen chúng ta sẽ có là seta và tặng là agemas. Tôi tặng áo đen cho bạn Lan sẽ là an san ni seta o agemas. Ở đây mình chia về futsuke là agerun. Tiếp theo, tôi nhận khăn tay từ bạn An. Tôi nhận từ ai đó thì người đó vẫn đi với ni, nên chúng ta vẫn có là an san ni. Khăn tay chúng ta có là hankachi. Và động từ nhận chúng ta có moraru đúng không nè? À, an san ni hankachi o moraru. An san ni hankachi o moraru. Cuối cùng, bạn An tặng khăn tay cho tôi. Vậy ai tặng cho tôi nào? Bạn An, vậy bạn An chúng ta sẽ có là an san wa hankachi o kureru. An san wa hankachi o kureru. Tại sao trong câu này chúng ta lại không có watashi ni? À, vì động từ kureru đã nói lên được rằng đây là hành động làm cho tôi rồi, đúng không? Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn nhớ click link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể ôn lại ngữ pháp cùng với ba động từ này. Hey, mina san sayonara, matai masou.